Xin chào mọi người, thì mình là bên kỹ thuật bên công ty Vườn Xanh Tốt. Như mọi người đã biết, Vườn Xanh Tốt là đơn vị đầu tiên triển khai cái phương pháp áp khí khoan lấy mủ tại Việt Nam vào năm 2018, và bên mình đã tiếp tục triển khai phương pháp này cho đến năm nay là năm thứ 7, và rất là nhiều vườn đã làm thành công cái phương pháp này ở trong một cái thời gian dài. Thì hôm nay mình sẽ có một cái buổi hướng dẫn và giới thiệu về cái phương pháp áp khí để cho mọi người nắm rõ, để từ đó biết cách chọn bộ áp khí phù hợp với vườn cây mình và chọn cái quy trình làm để mà lấy mủ một cách lâu dài nhất có thể. Đầu tiên, để mọi người hiểu rõ về cái phương pháp áp khí ethylene, thì phương pháp áp khí ethylene nó cũng giống như là phương pháp bôi hút bôi miệng cạo Ethylphone. Thì khi mà Ethylphone nó vô trong cái mạch mủ và nó gặp nước trong cái mạch mủ đó, thì độ pH nó thấp nên nó sẽ giải phóng ra khí ethylene và hai loại axit. Thì cái khí ethylene đó nó sẽ làm cho mủ chảy dai hơn, vì vậy nó sẽ đạt sản lượng hơn. Thì cái ethylene chính là mình áp cái khí ethylene vô trực tiếp vào trong cái túi mủ và làm cho mủ nó chảy dai hơn, vì vậy mình có thể là lấy trong một thời gian dài. Tương tự giống như Ethylphone, khi mà mình dùng Ethylphone đối với từng loại cây khác nhau thì mình sẽ chọn nồng độ khác nhau. Cây non thì mình sử dụng là 1.5 cho đến 2.5, cây già thì mình có thể là chọn 5 chấm đến 10 chấm dành cho thanh lý. Thì để áp dụng cái phương pháp áp khí ethylene để lấy một cách lâu dài hay thanh lý thì mình cũng phải chọn cái bộ áp khí phù hợp. Thì để mà mình lấy lâu dài thì mình sẽ chọn những cái dòng túi mà có dung tích từ 50ml trở xuống, hoặc là những cái vườn mà đông miệng cạo thì mình có thể là mình chọn 70ml. Thì đây là hai dòng túi 50ml của bên Vườn Xanh Tốt. Đây là cái dòng túi nhôm 50. Thì nó có một cái đặc tính là nó có lượng nhôm lớn, nên khi mà mình bơm cái lượng khí vào á thì nó sẽ cố định cái túi, nó không để khí vào cây. Đây là mình giả dụ nha. Đây, thì nó sẽ không đẩy khí vào cây, là cái form túi nó sẽ cố định như thế này nè, nên nó sẽ không đẩy khí vào cây, là lượng khí nó sẽ vô từ từ giúp lượng mủ ổn định và tránh cho cây bị suy. Và đây là dòng túi nhúng. Và đây là dòng túi thanh lý 200ml, cũng dòng túi nhôm luôn. Đó, thì để mà sử dụng cho mục đích lâu dài hoặc là thanh lý, mình phải biết cách chọn bộ thiết bị phù hợp, và mình phải biết cách làm phù hợp đối với cái vườn cây của mình. Và sau đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái phương pháp áp khí để mà mình lấy lâu dài từ trên 10 năm trở lên. Và bên mình đã thực tế triển khai, và những cái vườn đã sử dụng cái phương pháp đó là áp khí tới năm thứ 7 và sản lượng mủ rất là tốt. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cái quy trình kỹ thuật dành cho cây cạo từ 1 năm cho đến khi lên chuẩn bị cạo đục. Đây là cây cao su được trang bị theo cái công thức là hai vùng quanh thân cây. Thì đây là vùng trên và đây là vùng dưới. Thì cái công thức này để giúp mình lấy lâu dài và thời gian là trên 10 năm trở lên. Vùng trên thì chúng ta dùng nón và chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian trút mủ và khoan, không có cần phải đậy ốp nắp. Vùng dưới sát gốc cây thì chúng ta dùng nắp. Thì ưu điểm của dùng nắp là chúng ta có thể tránh được những cái nước mưa dơ bắn vô trong tô mủ của mình. Thứ hai là chúng ta có thể, quan trọng nhất là chúng ta có thể tránh được cái gió bay. Đầu tiên là cách buộc kiềng. Chúng ta sẽ buộc kiềng theo cách có thể di chuyển vòng quanh thân cây. Hay là chúng ta sẽ cột kiềng vào thân cây. Chúng ta sẽ chọn cái vùng, cái miệng cao nhất. Và chúng ta sẽ cột cái kiềng ngay cái chỗ cao nhất của miệng cạo. Kiềng xong, ta tiến hành để tô mủ lên. Bước thứ 3, chúng ta tiến hành cột cái nón che mưa. Thì cách cột như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ dùng một cái dây cột kiềng nguyên bản như thế này. Và chúng ta đo đoạn dây bằng chiều dài cánh tay. Và chúng ta gặp lại. Chúng ta sẽ gút ở một đầu. Sau đó, chúng ta sẽ xỏ dây cột kiềng vào trong cái nón, từ mặt phía trong ra bề mặt phía ngoài. Và kéo sát lại cho đến khi cái mối gút cách cái nón tầm khoảng một găng tay. Và chúng ta bắt đầu cột lên cây. Cách từ nón cho đến cái bề mặt chén nó sẽ nằm ở 10 phân, là bằng nửa gang tay chúng ta. Thì chúng ta có thể canh nửa gang tay.
và chúng ta đặt cái nón lên. Sau đó chúng ta sẽ dùng cái đầu dây dài xỏ vô cái mối gút của chúng ta và kéo thật mạnh. Thì tới cái mối gút nó sẽ có cái đoạn dây thừa ra và chúng ta sẽ cột vào đoạn dây đó. Khi buộc xong ta tiến hành điều chỉnh cái nón. Thứ nhất là chúng ta điều chỉnh cái nón cho thẳng với cái mặt tô. Và sau đó chúng ta sẽ kéo xuống một chút cho cách đúng cái vị trí tầm khoảng 10 phân. Và cái bề mặt nón sẽ nằm song song với cái tô. Thứ tư là ta sẽ đóng cái bộ áp khí lên cây. Thì đây là hai dòng cái túi 50 dành cho lấy lâu dài. Thì ở những cái vùng nào mà gió mạnh và nhiều thì chúng ta sử dụng cái bộ túi nhúng. Và vùng nào mà ít gió thì chúng ta sẽ sử dụng cái bộ túi nhôm 50ml. Và ta sẽ tiến hành cái khâu đóng nắp chóp. Chúng ta sẽ chọn từ cái tâm của cái tô tới đầu của cái ngón trỏ của mình nè. Cái nấc đầu tiên của ngón trỏ thì cách tầm khoảng từ 12 đến 15 phân và là vị trí đóng nắp chóp. Chúng ta sẽ cạo cái lớp da me sơ cho nó sạch và tiến hành khâu đóng nắp chóp. Khi đóng nắp chóp, chúng ta phải kiểm tra coi cái nắp chóp nó có sát vào thân cây hay không, tránh trường hợp mình đóng nó bị nghiêng và khí nó thoát ra ngoài khỏi thân cây. Sau đó ta tiến hành bơm khí. Thì đây là một cái bộ bình khí được gắn đầy đủ, bao gồm bình, van và bộ bơm. Trước khi đi bơm thì chúng ta nên kiểm tra coi có rò rỉ khí qua cái thao tác mình gắn hay không, bằng cách là đầu tiên là mình mở khí cho bình ga. Chúng ta sẽ vặn ngược chiều kim đồng hồ là chiều mở của bình ga và chúng ta chỉ vặn tầm khoảng 1/4 vòng. Cái kim này nó lên thì chứng tỏ bình là có khí. Và chúng ta sẽ vặn cái van xanh lá cây lên tầm khoảng 2-3 vạch và chúng ta sẽ xả lỏng nó. Xả lỏng đây là chúng ta đóng cái van và chúng ta sẽ khóa luôn van bình bằng cách vặn theo chiều kim đồng hồ. Chúng ta sẽ quan sát cái kim đồng hồ trong thời gian là 5 phút. Nếu cái kim đồng hồ không bị giảm, ở hai đồng hồ không bị giảm thì chứng tỏ là cái hệ thống này nó kín khí và chúng ta có thể lấy đi bơm. Còn nếu cái van, cái kim của cái đồng hồ phía dưới này nè mà nó bị giảm thì chứng tỏ cái khí nó đã bị rò rỉ qua cái bộ bơm này. Có thể là thường là sẽ rò rỉ qua cái mối nối này. Khi mà chúng ta gắn cái mối nối này thì chúng ta chỉ vặn bằng tay, không được vặn bằng cờ lê, vì vặn bằng cờ lê nó sẽ gây đứt cái dây và khí xì ở đây. Và nếu cái kim này nó bị giảm thì chứng tỏ là cái mối nối ở đây chưa có chặt hoặc là nó bị chật ren, thì chúng ta nên kiểm tra và vặn và kiểm tra lại. Đến khi nào mà hai cái kim này nó không bị giảm là chứng tỏ là cái bộ bình của mình là hoàn toàn kín khí và chúng ta có thể lấy đi bơm. 5 phút sau thì hai cái kim đều giữ nguyên vị trí, chứng tỏ là bộ bình kín khí. Và tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người cách định lượng khí và cách bơm khí cho cái túi nhúng hoặc là túi nhôm 50. Đầu tiên mình sẽ mở lại bình theo chiều ngược kim đồng hồ và sẽ chỉnh áp lên, áp ra lên tầm ở mức số 3. Và chúng ta sẽ bóp cho cái túi nhúng này xẹp hết và bơm. Lưu ý là chúng ta sẽ tập bơm tầm khoảng từ 50 cho đến 100 lần trước khi bơm bằng cách chúng ta nhấp, chúng ta nhả một cách nhanh chóng và ổn định như thế này. Và rõ ràng là khi mình nhấp mình nhả thì cái túi này nó sẽ bung ra ba nấc và chúng ta mở ra. Nếu mở ra chúng ta thấy có một cái khí nó phục ra là chứng tỏ là cái lượng khí mình bơm lớn hơn cái dung tích của túi, thì ta sẽ giảm lại cái áp suất khí ra bằng cách giảm trả ngược lại cái van xanh lá cây và chúng ta sẽ xả bỏ một lần và chúng ta sẽ thử lại và chúng ta sẽ mở ra.
là không nghe tiếng xì ra ngoài, là chứng tỏ là cái lượng khí vô đây vừa đủ nên nó không gây căng túi và xì khí ra ngoài. Thì từ đây chúng ta có thể là bơm khắp vườn của mình. Đó, rồi chúng ta sẽ gắn vô trong cái nắp chóp. Khi chúng ta gắn thì chúng ta sẽ xoay nhẹ và tránh gắn sâu. Gắn vừa tay thôi. Sau khi bơm khí lần đầu tiên từ 48 cho đến 72 tiếng thì chúng ta bắt đầu thao tác khoan. Cách khoan như sau. Thì từ cái miệng tô lên tầm khoảng 3 phân, chúng ta sẽ kẻ 3 hàng. Hàng cách hàng từ phân rưỡi cho đến 2 phân. Và mỗi hàng chúng ta sẽ khoan 5 lỗ. Đầu tiên, mũi thứ nhất chúng ta sẽ khoan ở đây. Mũi thứ hai chúng ta sẽ khoan cách đó tầm khoảng từ 1 phân rưỡi đến 2 phân như thế này. Mũi thứ ba chúng ta sẽ khoan tiếp tục. Mũi thứ tư và mũi thứ năm. Sau khi khoan hết 5 mũi ở hàng đầu tiên, chúng ta chuyển lên trên và tiếp tục. Và tới hàng thứ ba. Sau lần bơm khí đầu tiên thì sản lượng mũi thứ nhất và mũi thứ hai tương đối ít, vì vậy chúng ta sẽ bơm khí lại sau mũi thứ hai và chúng ta tiếp tục khoan. Nếu cái mũi khoan thứ hai mà đạt mũ thì chúng ta có thể khoan tiếp mũi thứ ba rồi bơm khí, và chúng ta cứ tiếp tục như vậy cho đến khi nào sản lượng nó tăng. Và chúng ta chỉ được bơm khí khi mà sản lượng của trung bình của tổng những cái lần khoan trước nó thấp hơn trung bình sản lượng cạo năm ngoái đã tăng 30% và độ cao hơn độ năm ngoái thì chúng ta mới được quyền bơm khí. Điều đó nó sẽ giúp cho cái cây tránh mất sức và nó có sản lượng ổn định và lâu dài. Chúng ta sẽ khoan theo D3 hoặc D4 và cái vùng khoan nó sẽ được tầm khoảng 10 đến 15 mũi và chúng ta sẽ dời nắp chóp sau từ 1 tháng cho đến 1 tháng rưỡi. Khi chúng ta khoan thì chúng ta phải xác định chiều khoan theo chiều kim đồng hồ bằng cách nhấn cái nút phía bên tay phía bên phải ngón trỏ. Và khi khoan chúng ta khoan tới qua cái lớp da và dừng lại và cắm cái ống hút vào. Khi cắm thì chúng ta để cái ống hút vuông góc với thân cây và cắm vào cái lớp da cát tầm khoảng 1 ly cho tới 1 ly rưỡi. Lưu ý đối với những cái dòng túi mà 50ml trở xuống á, để nhanh có mũ thì chúng ta lúc đầu chúng ta có thể khoan chế độ theo chế độ D2. Đến khi mà có sản lượng rồi á, thì chúng ta có thể chuyển qua D3 hoặc D4. Khi mình khoan, tránh trường hợp mình khoan cắm ống xéo xuống, tại vì nó sẽ làm nước mưa nó theo thân cây nó chảy xuống cái tô của mình. Vì vậy mình khoan phải vuông góc với thân cây để tránh trường hợp nước mưa xuống chén. Sau 1 tháng cho đến 1 tháng rưỡi khoan ở trên, chúng ta sẽ chuyển xuống cái vùng dưới gốc để cái vùng trên được nghỉ và đồng thời là hãm cái sản lượng lại để cây không quá sức. Cách làm ở dưới gốc như sau. Đầu tiên ta sẽ cột kiềng cách mặt đất tầm khoảng từ 20 cho tới 50cm và cái vùng đặt chén nằm đối diện cái vùng khoan phía trên. Ta cột nắp che mưa vào trong kiềng sao cho khoảng cách từ nắp che mưa đến kiềng ở 20cm. Khi ta đóng nắp chóp ở dưới gốc thì ta sẽ chọn vùng da nào mà dễ đóng nhất, cách cái vùng da khoan tầm khoảng từ 10 đến 15cm. Ví dụ như trường hợp này thì cái phần da nguyên sinh dưới gốc nó dễ đóng hơn phần da tái sinh, thì chúng ta sẽ đóng ở dưới gốc bằng cách làm vệ sinh cái chỗ vùng đóng nắp chóp và đóng vào. Tiếp tục là ta bơm khí. Sau khi bơm khí 24 tiếng, ta bắt đầu công đoạn khoan. Đối với người mới bắt đầu thì chúng ta có thể đặt cái nắp lên và kẻ một vòng quanh
cái thân nắp để có một cái dấu để dễ hình dung cái vùng khoang. Và ta chia cái vùng khoang thành 3 hàng. Hàng đầu tiên cách phía dưới 3 phân và những hàng tiếp theo cách từ 1 phân rưỡi đến 3 phân. Sau khi chúng ta chia làm 3 hàng xong thì chúng ta sẽ khoan lần lượt 5 mũi ở một hàng. Mũi khoan thứ nhất, mũi khoan thứ hai, mũi khoan thứ ba, mũi khoan thứ tư, mũi khoan thứ năm, mũi khoan thứ sáu, mũi khoan thứ bảy, mũi khoan thứ tám, mũi khoan thứ chín, mũi khoan thứ 10, 11, 12, 13, 14, 15. Thì 15 mũi khoan này nó sẽ nằm trong phạm vi nắp. Lưu ý là khi mình chuyển xuống vùng da dưới góc thì sản lượng và độ mũ nó sẽ thấp hơn cái vùng da trên tầm khoảng 30%. Lý do chúng ta chuyển xuống dưới góc, thứ nhất là để giúp hãm sản lượng ở phía phần da trên và đồng thời giúp phần da trên có thời gian phục hồi lại da cây và tuyến mủ sau một tháng lấy mủ. Đồng thời chúng ta có thể tiết kiệm được cái phần da ở phía trên. Khi kết hợp khoang dưới góc, chúng ta sẽ tiết kiệm được vùng khoang phía trên. Vì vậy chúng ta có thể lấy trên 10 năm ở vùng da tầm khoảng 20cm. Và chúng ta có thể khoan lại ở những cái vùng da trước đó đã từng khoan. Sau một tháng khoan ở vùng da dưới, chúng ta sẽ lại chuyển tiếp tục lên cái vùng da trên và cách làm như sau. Chúng ta tiến hành dời chén và nón qua tiếp tục cái vùng da mới bằng cách dời chén sang thêm 12 phân và đồng thời dời nón 12 phân theo chén, và chúng ta sẽ đóng nắp chóp cách vị trí nắp chóp cũ từ 12 đến 15 phân. Chúng ta tiến hành tiếp tục kẻ từ vùng khoang cũ 3 đường tiếp tục ở cái vùng khoang mới và khoang tương tự ở như tháng đầu tiên. Tiếp tục sau một tháng, chúng ta lại dời xuống dưới góc và làm tiếp tục như hướng dẫn. Chúng ta sẽ thấy là 4 tháng, cái lượng mũi khoan chỉ chiếm tầm khoảng nửa thân cây ở phía trên và nửa thân cây ở phía dưới. Vì vậy, một năm chúng ta chỉ tốn nửa vòng thân cây ở mỗi bên. Vì vậy, từ cái vùng khoan đầu tiên cho đến cái vùng da trong tầm với, chúng ta có thể khoan được tới tận 10 năm và sau đó chúng ta có thể tận dụng được khoan lại ở những cái vùng khoan cũ với cái công thức khoan hai vùng quanh thân cây. Lưu ý đối với những cây mà mạch mủ phía dưới yếu do cạo phạm quá nhiều hoặc là bị khô miệng thì chúng ta có thể làm phía trên trong một năm, qua năm sau chúng ta tiến hành khoan theo công thức hai vùng quanh thân cây.